Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, trong điều kiện hiện nay khi tình hình trong nước, khu vực và thế giới liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh nội dung trên khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong phiên làm việc vào sáng nay. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Đến nay, hồ sơ đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia. Việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gắn với kiện toàn lực lượng, tinh gọn đầu mối, giảm chi phí ngân sách nhà nước, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Điều chỉnh thay đổi về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất, qua đó xác định cụ thể vị trí chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với tính chất là lực lượng quần chúng được tuyển chọn dưới sự quản lý của chính quyền, tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Quy định về nhiệm vụ bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Đây là nguồn quan trọng để tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng, huấn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong điều kiện hiện nay, khi tình hình trong nước, khu vực và thế giới liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Yêu cầu đặt ra phải tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách cũng như phải huy động được quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở là yêu cầu cần thiết, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là phương án tối ưu nhất, vừa đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, vừa đảm bảo quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật với những lý do nêu trong tờ trình của Chính phủ. Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng, thực tế hiện nay, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội ở nhiều địa phương vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đa số các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự đều xảy ra ở cơ sở, cần phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, từ sớm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội. Cơ quan thẩm tra cũng đánh giá dự thảo luật đã tiếp thu, làm rõ việc sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi phí ngân sách, phương án bố trí lực lượng và dự kiến số lượng người tham gia, đánh giá tổng thể, toàn diện hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, lực lượng khác đang hoạt động hiện nay. Trong phiên làm việc vào sáng nay, sau khi nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật này. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt cơ quan soạn thảo giải trình về một số vấn đề đại biểu quan tâm. Qua thảo luận, đa số đại biểu bày tỏ nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các đại biểu cho rằng, đa số vụ việc về an ninh trật tự xảy ra từ cơ sở và để ngăn chặn, không để diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng thì phải có lực lượng kịp thời giải quyết ngay từ đầu. Thì mặc dù cái đội ngũ công an chính quy đã cơ bản được thực hiện ở các cái xã phường thị trấn, nhưng vẫn cần có cái sự tham gia phối hợp của quần chúng nhân dân ở cơ sở
nhất là đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách trước đây. Vì vậy cái công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đạt cái hiệu quả tốt thì cần có một cái đạo luật để mà thống nhất cái quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức cái hoạt động tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Địa bàn thì rộng, nhiều nơi rộng, chia cắt, hiểm trở rồi rất là khó khăn, cho nên không thể nào mà đảm nhận hết các cái công việc, rồi cùng với cái sự phát triển của các cơ sở sản xuất kinh doanh, rồi dịch vụ, rồi các cái xã trọng điểm vân vân nữa. Cho nên là cái việc mà cần có một cái lực lượng để mà tham gia cái nhiệm vụ này làm nòng cốt là vô cùng cần thiết. Thực tế ở địa phương hiện nay cho thấy thì những vấn đề tranh chấp về khiếu kiện, hoạt động các cái loại tội phạm, những cái tình hình về tai nạn xã hội thì cũng diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngày càng nặng nề hơn. Thì do đó việc bố trí sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để hỗ trợ cho lực lượng công an thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở sẽ mang lại những cái tác động tích cực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu của dự luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, không ai bị đe dọa, ảnh hưởng. Mục tiêu của ta là cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình, an ninh an toàn, thảnh thơi nhất. Không phải có cái gì lúc nào cũng phải lo sợ những cái đó. Mà trên thực tế cái việc đó rất nhiều. Thành ra chúng tôi là triển khai đấy, đối với trung ương phải làm gì, tỉnh phải làm gì, huyện làm gì và xã làm gì. Thì cái mục tiêu quan trọng nhất là xã là phải bám vào cơ sở. Bám vào cơ sở thì phải quan tâm đến từng gia đình, từng người dân, từng người một. Mà rõ ràng chúng tôi thấy cái việc này là rất quan trọng. Mà cái mục tiêu đó là chúng tôi sẽ xây dựng cái cơ sở phường xã là những pháo đài về an ninh trật tự, là những cái nơi mà phải được bảo đảm an ninh an toàn nhất. Thành ra chúng tôi cũng cái mục tiêu này chúng tôi sẽ xây dựng những cái xã không có tội phạm, những cái xã không có ma túy, phường xã không tội phạm, không ma túy. Đấy là cái mục tiêu rất lớn. Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã có giải trình trước băn khoăn của một số đại biểu về kinh phí ngân sách dành cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng công an xã trước đây là ngân sách của tỉnh là phải chi hết tất cả những vấn đề này. Bây giờ đã chức danh về trưởng công an xã đưa khỏi cái chức danh của chính quyền cấp xã rồi. Đấy, Bộ Công an sẽ phải lo cái này. Phần còn lại là cái phần của lực lượng sĩ an ở cơ sở này so với trước là giảm đi rất nhiều. Đấy. Chứ không nói là tỉnh là bây giờ gặp rất nhiều khó khăn, riêng cái khoản từ cái trước ở đây bây giờ đến cái trả lương cho cái số này nữa thì giảm đi rất nhiều. Mà nhiều tỉnh các ông chí nói với chúng tôi là cái này là tỉnh sẽ bảo đảm được hết. Mà thậm chí còn đầu tư cho cả công an chính quy nữa, chứ không phải chỉ có lực lượng chỉ an ở cơ sở. Liên quan đến vấn đề trụ sở làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ không có trụ sở riêng mà hoạt động chủ yếu ở trụ sở chính quyền, trụ sở công an xã và hoạt động ở các nhà sinh hoạt cộng đồng nên không phát sinh kinh phí dành cho trụ sở. Về một số vấn đề khác, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội để tiếp thu hoàn thiện dự án luật. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, với 94,33% đại biểu có mặt ấn nút biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận với 95,34% đại biểu biểu quyết tán thành. Với 94,94% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua luật phòng thủ dân sự. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi với 93,72% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Đến với những nội dung khác, vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Khalid Ali Abdullah Aben, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Qatar tại Việt Nam.
Chúc mừng Ngài Đại sứ nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Việt Nam-Qatar thời gian tới ngày càng phát triển trên các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu tròn 30 năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Qatar được triển khai hiệu quả. Hiện hai bên đang tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định như Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, tạo hành lang pháp lý rất quan trọng trong thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự giữa hai bên. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Qatar ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần tăng cường phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động nghiệp vụ, hợp tác phòng chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước, duy trì và thiết lập quan hệ phối hợp và cơ chế hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự, đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, thông tin tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ trong công tác quản lý di cư, quản lý biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và tình cảm của Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, Nhà nước Qatar tại Việt Nam, ông Khalid Ali Abdullah Aben bày tỏ tin tưởng thời gian tới công tác phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Qatar sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là đối với các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự giữa hai bên. Vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 15 về việc đẩy mạnh phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an Nhân dân và khai trương tạp chí Công an Nhân dân điện tử. Đến dự có Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo tạp chí Công an Nhân dân, Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Qua 15 năm thực hiện, chỉ thị số 15 đã được tổ chức quán triệt triển khai thực hiện sâu rộng dưới nhiều hình thức, cấp độ ở công an các đơn vị địa phương. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp, hội nghị hướng đến mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng và kiện toàn tổ chức bộ máy công tác thông tin khoa học và công nghệ trong Công an Nhân dân tại cơ sở, hoàn thiện cơ chế chính sách, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về thông tin cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy, phục vụ công tác chiến đấu, nghiên cứu giảng dạy, học tập trong Công an Nhân dân, đồng thời xác định rõ phương án triển khai tổng thể các nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin khoa học và công nghệ Công an Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng công tác nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong Công an Nhân dân, đặc biệt khi Bộ Công an đang tiên phong gương mẫu thực hiện đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị địa phương, các học viện, trường Công an Nhân dân cần đổi mới tư duy, xác định công tác thông tin khoa học và công nghệ là bộ phận cấu thành không thể tách rời của nhiệm vụ công tác công an, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống hiện đại đồng bộ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số hoạt động thông tin khoa học và công nghệ để phát triển dữ liệu số trong lực lượng Công an Nhân dân. Đối với sự kiện khai trương tạp chí Công an Nhân dân điện tử trên mạng Internet, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tạp chí Công an Nhân dân tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tổ chức vận hành thông suốt, an ninh, an toàn, không ngừng đổi mới, cải tiến các chuyên mục, chuyên đề, chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nghiên cứu trao đổi thông tin của cán bộ chiến sĩ và các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng, đồng thời thường xuyên đa dạng cách thức truyền tải, tiếp cận thông tin để thu hút, hấp dẫn bạn đọc. Trước đó, Bộ Công an đã chính thức khai trương ra mắt tạp chí Công an Nhân dân điện tử trên mạng Internet với tên miền tạp chí canz.gov.vn, bao gồm 9 chuyên mục chính, đánh dấu việc đưa tạp chí Công an Nhân dân chuyển từ hoạt động theo phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại phù hợp với xu thế. Thưa quý vị, nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đất nước ta đã đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực đạt nhiều thành quả quan trọng. Trong thành công chung đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an Nhân dân. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa Bộ trưởng, tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương và ghi nhận đánh giá Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an là đơn vị gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vậy xin Bộ trưởng cho biết Đảng ủy Công an Trung ương đã có những chỉ đạo cụ thể như thế nào để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được hiệu quả? Đảng ủy Công an Trung ương đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, gương mẫu đi đầu trên các mặt công tác, đã quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả
tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, trước hết là phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ lực lượng công an nhân dân. Gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm. Gương mẫu đi đầu trong các tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá chủ yếu của công tác tổ chức cán bộ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Nổi bật là đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022, tạo cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Vâng, với những chỉ đạo cụ thể như vậy thì Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được những kết quả nổi bật nào? Sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực với quyết tâm chính trị cao, đến nay lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo cái sự chuyển biến sâu sắc trên các cái mặt công tác, đã phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm từ xa các cái thách thức, các cái mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh và tội phạm, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác công an, đã chủ động nắm chắc tình hình và tích cực tham gia việc hoạch định và thực hiện các cái chủ trương đối ngoại, đối nội, phát triển kinh tế xã hội, kịp thời xử lý có hiệu quả các cái vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động bất ngờ. Có thể khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả công tác công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo cái môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Vâng, như vậy là trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận, và một trong những điểm sáng đó là đóng góp rất tích cực hiệu quả của lực lượng công an trong việc chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Xin Bộ trưởng có thể phân tích cụ thể hơn những nỗ lực và giải pháp của lực lượng công an trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian vừa qua. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để công tác đối ngoại công an nhân dân thực sự đi trước mở đường, củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác liên quan đến công tác công an với các nước và các tổ chức quốc tế, tăng cường đàm phán, ký kết các cái điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương, tích cực truyền tải các cái thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước tới các cái đối tác và bạn bè quốc tế, nhất là tại các cái diễn đàn, cơ chế đối thoại về an ninh, chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các cái vấn đề an ninh mang tính toàn cầu, với quyết tâm chính trị cao cùng với các cái nhóm giải pháp rất cụ thể, đối ngoại công an nhân dân cũng đã tạo thế trận vững chắc, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, có hiệu quả. Một dấu ấn nữa mà lực lượng công an đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đó là việc nhận diện và bóc gỡ rất nhiều đường dây tội phạm hình sự, tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn, phương thức rất tinh vi. Bộ trưởng có thể phân tích cụ thể hơn kết quả này được không ạ? Trước cái sự đấu tranh rất quyết liệt và không khoan nhượng của lực lượng công an nhân dân, thì các cái loại tội phạm, trong đó có các tội phạm hình sự, băng ổ nhóm tội phạm cũng có những cái sự đối phó và có những cái sự chuyển hướng. Hiện nay thì giữa tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy có cái sự liên hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo kiên quyết không để hình thành các cái băng ổ nhóm tội phạm, và với bất kể một cái loại tội phạm nào đấy, nó có những cái sự liên hệ, liên kết thì đều phải có cái sự liên kết để đấu tranh, phát hiện kịp thời. Đánh vụ án thì phải đánh dọn đường dây, không đánh giữa khúc đấy. Và không chỉ là hiện tượng mà phải tìm đến những cái nguyên nhân nảy sinh tội phạm để có thể ngăn chặn kịp thời, ngay từ sớm, từ xa. Vậy trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Bộ Công an sẽ xác định những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể nào, thưa Bộ trưởng? Để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, thì Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục xác định cái vai trò gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng trên tất cả các mặt công tác công an. Trong đó, chúng tôi cũng tập trung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
nhất là những vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, chủ động đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tập trung chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ lợi ích quốc gia, của dân tộc, tạo cái môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phát huy cao độ cái vai trò tham mưu điều phối, triển khai đạt được các cái mục tiêu yêu cầu của đề án 06 của Chính phủ, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, nhất là tại các cái vùng trọng yếu, các địa bàn chiến lược về quốc phòng và an ninh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thưa Bộ trưởng, trên cơ sở chúng ta đã làm rất tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và đưa ra ánh sáng rất nhiều đại án về tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua, thì trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ triển khai nhiệm vụ như thế nào để có thể là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa những hành vi này? Việc phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng tiêu cực là cái việc quan trọng nhất. Lực lượng công an nhân dân đã báo cáo với Đảng và Quốc hội và Chính phủ đề ra rất nhiều những chủ trương, những giải pháp để chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái việc hoàn thành các cái thể chế này cũng là một việc rất quan trọng. Thì bên cạnh đó thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mọi cán bộ công chức không được lợi dụng những cái công việc của mình để có thể có tiêu cực, có tham nhũng, thì cái việc đấu tranh phòng chống tham nhũng là ngay từ đầu, ngay từ bằng những cái hiện tượng xã hội, bằng những cái hiện tượng kinh tế, thì từ đấy chúng tôi cũng rút ra những cái vụ án. Thế nhưng mà đối với các cái vụ án này thì làm một cách triệt để, kiên quyết, nhưng mà cũng không tràn lan, không dám tham nhũng, không được tham nhũng và không thể tham nhũng. Và nếu đã chót nhúng chàm rồi thì cũng tự giác, nghiêm túc, báo cáo trung thực với Đảng và hợp tác để khắc phục những cái hậu quả. Thì từ cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đó cũng đã tạo ra một sự lan tỏa chung. Thì tất cả mọi cái công việc mà của xử lý, xem xét các cái vụ án là bắt đầu từ khâu điều tra, từ khâu phát hiện. Và từ cái khâu điều tra phát hiện này thì cũng đóng góp rất tích cực cho cái việc ngăn ngừa các cái vụ việc, các cái hiện tượng. Một lần nữa xin cảm ơn Bộ trưởng về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi. Chuyển sang những thông tin khác, vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, báo Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, do hai cơ quan trực tiếp tham gia sưu tầm, tổng hợp, biên tập và xuất bản. Dự lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương. Với hơn 600 trang, cuốn sách tập hợp và tuyển chọn nhiều bài viết, bài thơ, nhiều lá thư thể hiện tình cảm chân quý đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trên các trang báo điện tử, mạng xã hội. Hầu hết tác giả của những bài viết, bài thơ này đều là những người sáng tác không chuyên, thông qua những vần thơ, bài viết chân tình để bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối vào người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta. Cuốn sách xuất bản lần này gồm 3 phần: Vững tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư, Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Qua từng bài viết, các tác giả không chỉ thể hiện tình cảm chân quý dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà còn biểu thị quyết tâm cùng toàn Đảng biến những điều Tổng Bí thư mong muốn thành hiện thực. Cuốn sách được kỳ vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm thông tin tư liệu chân thực với nhiều góc nhìn phong phú đa dạng, không chỉ là tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà còn là sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với Đảng ta, nhà nước ta, nhân dân ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vào sáng ngày hôm nay, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội thảo giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự và phát biểu tại hội thảo.
Hải Dương được Bộ Công an đánh giá là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc sớm tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Với tổng kinh phí đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, Hải Dương xác định đưa 9 lực lượng, bổ sung thêm 4 lực lượng so với đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, tiến thẳng lên hiện đại trong năm 2025. Ngay trong năm 2022-2023, tỉnh Hải Dương bố trí kinh phí xây dựng 100% trụ sở công an cấp xã, dự án trại tạm giam công an tỉnh, trụ sở hai đội phòng cháy chữa cháy khu vực. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội thảo khi nhận được sự quan tâm của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành địa phương và nhiều nhà khoa học. Nghị quyết số 12 có vai trò ý nghĩa quan trọng đối với cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng công an nhân dân. Công an tỉnh Hải Dương cần quan tâm nghiên cứu 23 đề án thành phần liên quan đến nghị quyết 12 của các hệ lực lượng do Bộ Công an xây dựng. Công an tỉnh bám sát chương trình, nghị quyết, đề án của tỉnh Hải Dương đã ban hành với từng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện phù hợp theo tình hình thực tế. Thời gian tới để thực hiện tốt và đưa nghị quyết số 12, đề án của tỉnh Hải Dương vào cuộc sống, đồng chí Thứ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ đảng viên của Công an tỉnh Hải Dương cần thống nhất, thấm nhuần về nhận thức hành động đúng, quyết liệt theo lộ trình thực hiện. Đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để công an tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vào sáng ngày hôm nay tại Công an tỉnh Lai Châu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban, ban chỉ đạo phương án về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Sau 2 năm triển khai thực hiện phương án, Công an 6 tỉnh gồm Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La đã chủ động triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các yêu cầu đặt ra. Chỉ tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 đến nay, đã phát hiện bắt giữ gần 2.728 vụ, hơn 3.451 đối tượng phạm tội về ma túy, khám phá thành công 116 chuyên án, thu giữ hơn 290 kg ma túy các loại, hơn 520.000 viên ma túy tổng hợp, gần 102 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan, triệt xóa 56 điểm, 3 tụ điểm phức tạp về ma túy. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã nhấn mạnh, công an các tỉnh trên tuyến cần tập trung rà soát, đánh giá tổng thể tình hình địa bàn, đồng thời bám chắc sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống ma túy, tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực, đảm bảo cho hoạt động phòng ngừa và công tác đấu tranh, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy gắn với công tác quản lý địa bàn, triệt xóa và giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, đồng thời quan tâm phát huy vai trò lực lượng công an xã, động viên, chia sẻ, tuyên dương kịp thời đối với lực lượng công an trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm ma túy vốn rất gian nan, nguy hiểm. Tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an thành phố Lai Châu vì đã xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình của ông Giàng A Xúa, 102 tuổi và cụ bà Má Thị Tùng, 101 tuổi ở xã Sủng Phài, thành phố Lai Châu từ nguồn ủng hộ của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Lai Châu và nguồn xã hội hóa. Nhằm góp phần tiếp tục quán triệt quan điểm chủ trương của Đảng, tổng kết đánh giá nhìn lại việc quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, vào sáng ngày hôm nay, hội thảo cấp quốc gia với chủ đề Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới đã được tổ chức tại Hà Nội. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự hội thảo. Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đã phân tích, luận giải làm sâu sắc hơn bối cảnh quốc tế mới và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam, trong đó tập trung vào dự báo về cục diện thế giới, chiều hướng vận động, phát triển của tình hình thế giới, khu vực và trong nước 5 đến 10 năm tới, đồng thời nêu ra một số vấn đề cần lưu ý như vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trong bối cảnh quốc tế mới, các nguy cơ thách thức đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, đề xuất một số phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại trong thời gian tới. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao 94 báo cáo tham luận gửi về ban tổ chức cũng như các phát biểu tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học tại buổi hội thảo. Nhấn mạnh, đây sẽ là tài liệu quý cung cấp luận cứ khoa học xác đáng, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an
những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tổng cục Trại giam Bộ Tư pháp Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Về hợp tác chuyên ngành, hàng năm Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Trại giam Bộ Tư pháp Thái Lan đã luân phiên tổ chức các đoàn trao đổi, học hỏi trong lĩnh vực quản lý trại giam, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Từ những kết quả hợp tác tích cực giữa hai bên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị thời gian tới cần tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn thường niên, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, trong đó có công tác chuyển giao người bị kết án phạt tù. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng cho biết, hiện Bộ Công an Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á 2023 APCCA lần thứ 41 tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11. Vì vậy, mong muốn Tổng cục Trại giam Bộ Tư pháp Thái Lan sẽ có những đóng góp tích cực để hội nghị thành công. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, Tổng cục trưởng Tổng cục Trại giam Bộ Tư pháp Thái Lan, ông Ayut Sitophan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ thông qua cơ chế chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, đáp ứng các yêu cầu công tác trong quản lý trại giam, qua đó tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vào chiều ngày hôm nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp. Theo nội dung phối hợp, hai bên thống nhất trao đổi, cung cấp thông tin, quản lý, hỗ trợ ý kiến chuyên gia, sử dụng hình ảnh để đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát Cơ động, Luật Cảnh sát Cơ động, những chiến công thành tích và những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt của lực lượng Cảnh sát Cơ động trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền giữa hai đơn vị là tiền đề, nền tảng, cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả, nâng tầm quan hệ, mở ra trang mới hơn về nhiệm vụ tuyên truyền của hai đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.